cây ổi tím này, hay lắm. Để lại phải để con quy 10 vào đây cho nó, nhìn kỹ cái bệ để em che lại cái chỗ này cả nha. Đấy, nhà nghèo vẫn phải dùng con này. Con này đang quả, tôi đang quả 800 này. Thích nhưng mà để quay lại. Quả đấy ngâm rượu thì tuyệt. Thưa ông, mà muốn nếm cái quả đấy là phải vào miền Nam. Mắc kêu vừa nếm cái quả kim quýt. Cây ổi tím này về làm ổn đấy. Chả cây quả này mê cây này đấy, phôi nhưng mà mê đấy. Tổng kết cái cây này hôm nay là không còn có mặt ở đây nữa. Mai anh em là ra hỏi mai anh em là ra hỏi là không có đâu. Cũng tên là chú Lập mà chủ cây thì cũng là chú Lập, và bây giờ chủ cây mới cũng tên là chú Lập. Và chủ mới chủ cũ đều tên là Lập. Chứng tỏ cây này nó không đi đâu cả. Nhiều khi cây nó là cái duyên. Mỗi cây nó là cái duyên chứ. Thôi. Rồi ok.